Cơn điện tử giao phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ đến vựa mít thủy sinh ở Cái Bè Tiền Giang để xem cái cơn thực tế mà cơn tử giao phát đã giao cho vựa mít thủy sinh để cân mít anh chị ha. Đây là cái dòng cân TBE, cân sàn có dốc hai bên liền khối mà có rất nhiều video clip trên YouTube mà cơn tử giao phát đã từng up lên cho anh chị xem rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thực tế một lần nữa. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân điện tử giao phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng cân điện tử chuyên để cân mít, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ cân giao phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa cân điện tử anh chị nha. Cảm ơn chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.